cây bông trang này. Cây bông trang nhà em trồng rất đẹp đấy. Cây kiểng mà nha. Đây là cây mai. Đó, cây mai cái gốc của nó kìa. Đây cây mai nè, cây mai bự. Cây mai nào cũng bự hết. Cây mai này trổ bông ta. Cây mai này trổ bông muộn nè. Cây mai nhà em. Chừng cây mai luôn. Cây sen mai quá chừng luôn. Quay kiển á, cây kiển nghĩa trồng quá trời luôn nè. Chưa trổ bông, mùa này nó đâu phải. Cây kiển nhà em. Đây cây mai nè, hội quá chừng cây kiển. Đây là cây mai kiển thỉ. Cái gốc à, cái chậu. Cây mai. Đây là cây me. Cây me còn nhỏ nè. Gốc me cũng bự. Đây là hoa lan nha. Hoa lan. Vườn kiển nhà em. Bông giấy, bông giấy giật vô chậu đẹp chưa, quá chừng cây mai luôn. Đó, cây mai này cũng đẹp nè, mai kiến thỉ nè, uống vô chậu. Cái đây cây gừa này nha. Cây gừa còn nhỏ đang uống thành con công. Đó, chưa có ra. Đó,
hay đó. Đây là bụi bông giấy nha, quá trên đè. Đây bông trang, chậu, cái chậu bông trang nè. Xe chạy tới lôi quậy nha, đừng đi ra lỗ xong nha. Một mèo con gì nó trổ ra vàng vàng đẹp quá ha. Đây là bộ con giấy. Ôi mặt trời như một con quỷ. Giấy trắng như vậy hồng. Ê đừng có ra, búa tiên. Đừng có ra. Đói bụng không? Tao không đói bụng à? Hai chiếc cá chảnh đúng không? Chảnh quê nè. Đừng lộ quê nè. Ôi đừng luôn. Thử ra nè. Chặt đi, đừng chặt xuống sông. Đi vô. Đi, bố tên. Ở trong sân chơi thôi. Cây kiển quá trời đẹp. Đó. Gầy hoài. Gầy hoài, gầy hoài. Cậu hai ở chợ. Phải hai kiếm một ghé của lá dừa hả? Hai kiếm một ghé của lá dừa. Đây chậu bông giấy bự quá trời luôn. Con giấy này quá trời đẹp, nó trổ bông rồi. À, Nghĩa nó trồng cái chậu này vậy bự xiên vô dữ lắm hả? Hả Nghĩa? Nó mua hay gì? Cái cây đó. Ở khiên đất đắp lên từ từ nó cao lên vậy hả? À, nó bự kìa. Chót vót luôn hả? Ơi sao cây đó với bên kia có cây bự chảng nữa là sao? Còn mấy cái chậu này bự ghê luôn. Trời mưa nên nó mới ra đặt máy. Ừ, đổ bông luôn nè. Dơ. Nước không à. Bỏ lại con tí đó là chém mà xuống. Ôi thấy đá kìa. Chứ sợ mưa nó văng ba cát ra hết nó lòi dễ ra chứ gì.
Dạ nó về chưa? Đây đây.